10 giờ kém, mình và Hải Dớ sẽ đi xem suất chiếu của phim The Marvel. Và sau đó mình chia sẻ cái cảm nhận của mình sau khi xem. Không phải bài review nhá, video này không phải review. Thì mỗi người sẽ có cách yêu thích một bộ phim khác nhau. Nó giống như kiểu một bài hát ấy, người thấy hay người không. Thế nên đây sẽ là cảm nhận của bọn mình. Còn bây giờ là phải đi xem đã, đúng không Hải? Yeah. Let's go, motherfucker. Phim có thể nói là khá là chán đối với cá nhân mình. Xem xong rất là hụt hẫng luôn. Nhanh nhanh xem after credit này. Video này được tài trợ, đương nhiên là mỗi Pikachu, làm gì còn ai tài trợ. Đây nha các bạn, đang có combo ốp lưng Pikachu đổi màu cường lực King Kong 3D chỉ còn 99k, tặng ngay một móc khóa thời trang Pokemon độc quyền số lượng giới hạn. Mệt rồi, anh em nhớ click vào bên dưới để ủng hộ bọn mình. Còn bây giờ đến với video. Và bây giờ mình sẽ nêu cảm nhận của mình này. Cái lúc đầu là mình quay trước clip lúc 1 giờ sáng này, nói hơi bé. Sáng nay mình sẽ thu lại cho nó rõ ràng hơn. Cái bộ phim này khi đầu vào mình cảm giác như là cái vai giống như phim Totally Spies, phim hoạt hình ngày xưa, gần như mình xem liên tục. Bởi vì tại sao, chúng ta sẽ thấy rằng là ba cô gái, ba tính cách, ba cái phong cách khác nhau, và cũng như kèm với đó là một ông quản lý, mỗi tội là ông này da, ông là màu khác và ông không có bị chột một bên. Và về sau thì phim chuyển sang một thể loại mình yêu thích nữa, đó là High School Musical. Đây cũng là lý do tại sao mà diễn viên Hàn Quốc Park Seo Joon đã xuất hiện. Và các bạn thấy là cái đoạn này mình cảm thấy nó thật sự là nó rất là cấn. Cái cách để mà họ gọi là phải hát để mà trao đổi và nói chuyện với nhau. Đây là một cái tình tiết mình đánh giá là để làm cho bộ phim nó vui vẻ hơn, nhưng không có đóng góp quá nhiều vào cái cốt truyện. Bởi vì cái hành tinh đó nó cuộc đến, cả ba người đến để mà giải quyết, để cứu. Nhưng mà rồi để làm gì, đúng không ạ? Mọi thứ diễn qua nó rất là nhanh. Bên cạnh đấy, một cái cảnh thu hút khác của phim cũng được xuất hiện và viral, cũng như là mọi người chia sẻ nhiều, đó là mèo. Vâng ạ, dùng một cảnh về hát và mèo để nói về bộ phim thì mình nghĩ chứng tỏ là bộ phim này nó không có quá nhiều thứ để nói. Và về sau cái khẳng định đấy là hoàn toàn chính xác. Thứ nhất là nói về diễn viên thì mình đánh giá là ba người này không cảm giác được cái chemistry của ba người thực sự tốt. Nó cảm giác là hơi rời rạc. Ngay cả cái cảnh của Monica Rambeau và cũng như Captain Marvel gặp lại nhau rồi, mình không cảm thấy cái cảm xúc quá rõ ràng. Và Captain Marvel, mình xem phim này mình không thấy rằng là cái biểu cảm hay là về cảm xúc nó có sự thay đổi hay sự phát triển một cách rõ rệt. Bộ phim nói về những cái điều như Captain Marvel để lại hậu quả với một góc nhìn khác, đúng không ạ? Tức nghĩa là trong mọi câu chuyện chúng ta luôn là siêu anh hùng đó, nhưng mà cái cách mà siêu anh hùng có thể là tiêu diệt kẻ xấu, nó sẽ để lại hậu quả cho những cái người dân của cái hành tinh đó. Nhưng mọi thứ mình thấy là không được đào sâu. Nếu mà chúng ta đi sâu hơn nữa, một là chúng ta sẽ hiểu được sự phát triển của Captain Marvel. Cái sức mạnh lớn như vậy thì đi kèm với trách nhiệm thì câu này trong Spider-Man. Thì các bạn thấy là cô này cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cũng không đào sâu này. Hay đặc biệt là phản diện luôn. Phản diện có một trong những cái lý do phải nói là rất là ý nghĩa cũng như là nhân văn. Nhưng mà cái điều đó lại một lần nữa vừa mới chạm đến cái bề mặt để chúng ta hiểu hơn một chút thì lại không đào sâu. Và phản diện có một cách kết thúc nó có thể nói là nó khá là đơn giản. Và với cái bộ phim này của chúng ta thì những cái cảnh đánh nhau là cảnh mà mình thích nhất, bởi vì nó thể hiện cái sự sáng tạo. Ba người combat nó khác hoàn toàn, và các cái chiêu thức được do là dựa vào ánh sáng mà, nên mà thành ra trông nó cũng đã mắt hơn. Và Captain Marvel thật sự là quá bá, và họ đã dùng cách này để kiềm chế sức mạnh của Captain Marvel lại, chứ thực sự để cho bà này từ đầu đến cuối mà phang cái này chắc phim kết thúc chỉ trong vòng khoảng 15 phút thôi. Và cái nhạc của phim cũng làm rất là hay, đầy sự trẻ trung để phù hợp với lại cái nhân vật mới của chúng ta là Kamala Khan, thì là một cô bé tuổi teen, nên những cảnh combat này thì nhạc sẽ rất là vui tai, rất là hip hop này vào đai luôn. Và bên cạnh đấy là hình ảnh đồ họa của phim thì làm rất đẹp, nó không có bị lởm khởm như cái thời mà lúc chúng ta xem Thor hay là xem Flash gần đây ạ. Cái này thì làm xịn và rất là đẹp và chỉnh chu, các thành phố thì hiện lên cực kỳ là rực rỡ. Nhưng một trong những cái điểm mình đã nói là ngay cả cái việc mà ba người này gặp nhau, sau đó là cái sức mạnh của họ bị gọi là kết nối và khóa vào với nhau, dẫn đến cái việc là cứ dùng sức mạnh là bị đổi vị trí cho nhau. Và họ có một cái phân đoạn là ba người phải luyện tập. Nhưng mà cái phân đoạn này nó cũng chưa tạo được cái cảm giác là quá hấp dẫn để tạo được sự liên kết giữa ba người. Nó trôi qua nhanh lắm. Nó như kiểu là một cái đoạn recap, một vài cảnh và thêm tí nhạc vào xong, thế là tự nhiên ba người hiểu nhau. Và mình mong muốn là những cái trận ví dụ như là họ thất bại hay như nào đó, xong rồi nội bộ phải có những cái vấn đề, sau đó họ cùng giải quyết ra, thì mình nghĩ nó sẽ hay nhiều những kiểu là sức mạnh tình bạn trong mấy cái phim anime ta hay xem ấy. Để có thể nói là đây là một bộ phim giống như cái cách mà mình đi xem Fast and Furious, về hình ảnh, âm thanh ok, còn lại cốt truyện trôi rất là nhanh, các nhân vật không tạo được cảm giác của sự phát triển và cũng như là gắn kết với lại người xem, đem lại cảm xúc. Và như đã nói ngay từ đầu, đây không phải là review phim mà đây là cảm nhận của tôi. Bởi vì phim, nhạc, các kiểu thể loại liên quan đến nghệ thuật là cảm nhận mỗi người khác nhau. Người thấy hay, người thấy không. Tôi đánh giá bộ phim này là trung bình. Tại vì mình đang cày từ Loki
Gen V, trước đó là The Boy, đang quen xem cái thể loại siêu anh hùng mà nó rất hay như vậy. Còn những cái phim như là Flash hay là mình xem Blue Beetle của DC ấy, đều cũng có cái cảm giác như thế này. Chỉ có cái phần cuối của bộ phim. Thì bây giờ là đây là khúc mình sẽ bắt đầu spoil về cả credit nữa, nên anh em cân nhắc trước khi xem cái phần này. Phần này spoil cho chúng ta, nhớ anh em lưu ý nha. Thứ nhất là cuối phim, để cho Kamala Khan đi gom lại thành lập cái đội Young Avenger đến gặp Kate Bishop. Mình cũng có xem series Hawkeye mà, mình chỉ bỏ hai series. Thứ nhất là series Miss Marvel của Kamala Khan và cũng như là She-Hulk, còn lại tất cả những cái khác mình đều xem. Và hai cái series này thì mình cũng xem tóm tắt và giải thích, nên cũng nắm được cốt truyện, mọi thứ, nguồn gốc, sức mạnh đều nắm hết rồi. Và cái điều này mình cảm thấy nó hơi dở. Mình thấy nó không thực sự quá thuyết phục khi sử dụng cái nhân vật này trong cái bộ phim này, cũng đóng góp không phải là vai trò quá lớn để đi thành lập ra cái đội Young Avenger. Thứ hai là có một cái mid credit là dẫn đến lúc này Captain Monica Rambeau đã sang cái vũ trụ của X-Men, và chúng ta đã thấy rằng là gặp lại mẹ cô, nhưng mẹ cô lúc này là một siêu anh hùng khác, không phải là mẹ cô của vũ trụ thực tại mà cô nơi cô đến. Captain Rambeau variant. Đấy, là một phiên bản khác của Captain Rambeau. Rambeau. Rainbow, Rainbow là cầu vồng rồi, cái thằng gà này. Và thế thôi, không có after credit. Ở lại đến khi rạp tắt đèn rồi các thứ tinh lên, hóa ra không after credit. Lúc đấy chỉ có tiếng con mèo kêu hết, anh em khỏi ở lại làm gì mất công. Và đấy là cảm nhận của mình sau khi xem cái bộ phim The Marvel về. Nói chung là phim siêu anh hùng bây giờ ra rạp. Đang xem Loki cuốn. Ê, hôm nay có tập của Loki về, mình xem cái. Ý, hay dã man. Phim này xem chán. Hẹn anh em trong các video lần sau ạ.